không dám tin, Việt Nam sẽ là nền kinh tế lớn thứ 15 thế giới, cộng đồng quốc tế sững sờ. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, trong thế giới đang phát triển không ngừng, Việt Nam đang thể hiện sự thay đổi đáng kinh ngạc và khẳng định vị trí của mình trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Mới đây, các chuyên gia kinh tế quốc tế đã dự báo Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 15 thế giới. Với sự phát triển mạnh mẽ và quyết tâm của cả quốc gia, Việt Nam đã đánh bại mọi dự đoán và công thức, khiến cả cộng đồng quốc tế phải sững sờ và ngưỡng mộ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào Việt Nam có thể làm được điều này và chúng ta cần làm gì để tiếp tục hành trình nâng tầm Việt Nam trở thành một cường quốc kinh tế thực sự? Hãy cùng chúng tôi khám phá, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này trong video ngày hôm nay nhé! Theo báo cáo năm 2022, Việt Nam đã đứng thứ 23 trong danh sách các nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên sức mua tương đương. Theo World Economic, GDP PPP của Việt Nam đạt 1.535 tỷ USD vào năm 2022, vượt qua một số quốc gia như Australia, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ireland, Áo, Israel, Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha, Na Uy, Hy Lạp, Hungary, Đan Mạch, Argentina, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Romania. Trên thực tế, sử dụng GDP theo sức mua tương đương PPP làm chỉ số phản ánh chính xác hơn sự phát triển của một quốc gia. Đồng thời, GDP PPP cũng góp phần thể hiện một phần chất lượng cuộc sống của người dân trong một khu vực cụ thể. Theo thông tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, vào năm 2022, Indonesia dẫn đầu trong khu vực ASEAN 6 với quy mô GDP PPP khoảng 4.023 tỷ đô la. Thứ hai trong danh sách là Thái Lan với dự báo GDP PPP đạt khoảng 1.480 tỷ đô la. Ngoài ra, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Singapore dự kiến có quy mô GDP PPP lần lượt là 1.300 tỷ USD, 1.155 tỷ USD, 1.096 tỷ USD và 700,98 tỷ USD trong năm 2022. Theo IMF, điều này đặt Việt Nam vào vị trí thứ 3 về GDP PPP trong khu vực ASEAN. Dựa trên IMF, dự báo cho năm 2027 cho thấy GDP PPP của Việt Nam sẽ vượt qua ngưỡng 2.000 tỷ đô la, đạt mức khoảng 2.001 tỷ đô la, xếp thứ hai trong nhóm ASEAN 6. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế Lowy của Úc cũng dự báo GDP PPP của Việt Nam sẽ vượt mốc 2.000 tỷ USD vào năm 2030, cụ thể là khoảng 2.009 tỷ đô la, đứng ở vị trí thứ hai trong khu vực ASEAN 6. Theo báo cáo mới nhất của World Economic năm 2030, GDP PPP của Việt Nam sẽ đạt 2.848 tỷ đô la, tăng 85,5% so với năm 2022. Điều này sẽ giúp Việt Nam vượt qua 8 quốc gia khác bao gồm Tây Ban Nha, Canada, Ba Lan, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Nigeria, Ai Cập và Đài Loan để trở thành nền kinh tế lớn thứ 15 trên toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam sẽ đứng thứ 6 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và xếp thứ 2 trong ASEAN. World Economic cũng xếp loại độ tin cậy của dữ liệu theo 5 mức A, B, C, D, E. Trong đó, các quốc gia có độ tin cậy mức D và E có dữ liệu kém tin cậy hơn so với A, B hoặc C. Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan nằm trong mức độ tin cậy D, trong khi nhiều quốc gia châu Phi nằm ở mức độ tin cậy E. Tất nhiên, việc có độ tin cậy thấp có thể dẫn đến sự biến đổi trong dữ liệu GDP thực tế, có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo quốc gia. Gần đây, cả tổ chức quốc tế và phương tiện truyền thông trên toàn cầu tiếp tục thể hiện tâm trạng lạc quan và đánh giá tích cực về sự phục hồi và triển vọng kinh tế của Việt Nam trong nửa cuối năm 2023. Dựa vào thông tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng DBS có trụ sở tại Singapore, Việt Nam đang thể hiện mức độ lạc quan đáng kể hơn so với nhiều quốc gia khác trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất từ ASBC, sau mức tăng trưởng GDP tương đối khiêm tốn ở mức 3,7% trong nửa đầu năm 2023, kinh tế Việt Nam đang bắt đầu hiện ra những tín hiệu tích cực và triển vọng FDI của Việt Nam vẫn duy trì không thay đổi. Với tình hình dự báo tăng trưởng kinh tế ấn tượng và nỗ lực thúc đẩy phát triển, Việt Nam có tiềm năng tiếp tục củng cố vị trí của mình trong nền kinh tế toàn cầu và trong khu vực. Vậy làm sao để Việt Nam có thể duy trì và phát triển nền kinh tế hướng đến top đầu nền kinh tế toàn cầu? Để làm được điều đó, chúng ta cần tập trung vào 5 yếu tố quan trọng sau đây. Đầu tiên, chúng ta cần tăng cường đổi mới và cải cách. Mở rộng cải cách hành chính không chỉ là một xu hướng toàn cầu mà còn là một nhu cầu thiết yếu để Việt Nam thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển kinh tế,
Đây là một phần quan trọng của chiến lược toàn diện, cải thiện hiệu quả làm việc của chính phủ, tăng cường minh bạch và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công. Thúc đẩy quản trị công điện tử, chính phủ điện tử sử dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu sự phức tạp và thời gian cần thiết cho các thủ tục hành chính, hợp lý hóa quy trình và quy định, đơn giản hóa và hiện đại hóa các quy trình và quy định để giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Mở rộng cải cách hành chính cần đi liền với cải thiện môi trường kinh doanh. Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Điều quan trọng là việc cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư. Muốn làm được điều đó, chúng ta cũng cần phải giảm bớt rủi ro pháp lý, cải thiện quy định và cung cấp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi. Tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác chặt chẽ hơn với các tổ chức quốc tế để thu hút đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và định hình các chính sách kinh tế linh hoạt. Đổi mới giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhu cầu ngày càng cao đối với một nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam đã nhìn nhận sự cần thiết phải đổi mới giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu này. Việt Nam chủ trương đổi mới chương trình giáo dục, cập nhật và hiện đại hóa chương trình giáo dục để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện đại, với sự nhấn mạnh về kỹ năng tư duy, sáng tạo và giao tiếp, làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp để đảm bảo rằng nguồn nhân lực được đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường, cải thiện cơ sở vật chất giảng dạy thông qua việc đào tạo giáo viên và cải thiện cơ sở vật chất. 2. Đầu tư vào công nghệ và sáng tạo. Trong thời đại công nghiệp 4.0, đầu tư vào công nghệ là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc này yêu cầu một chiến lược tổng thể và phân tích tích cực từ cả chính phủ và doanh nghiệp. Để làm được điều đó, chúng ta cũng cần cung cấp các ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển R&D và công nghệ mới. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các trường đại học và doanh nghiệp để tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Đầu tư vào công nghệ và sáng tạo không chỉ là một lựa chọn hợp lý, mà còn là một nhu cầu cấp bách để đảm bảo sự phát triển bền vững và cạnh tranh của ngành công nghiệp. Việc này đòi hỏi một sự phân phối chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức nghiên cứu, cũng như một chiến lược dài hạn và linh hoạt. Việc tập trung vào những khía cạnh này sẽ giúp xây dựng một hệ thống kinh tế mạnh mẽ, linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với những thách thức và cơ hội của thế kỷ 21. 3. Tích hợp toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp, việc tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững. Tích hợp toàn cầu không chỉ là một xu hướng mà còn là một yếu tố quan trọng để bất kỳ quốc gia nào phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu. Việc tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu và mở rộng thị trường xuất khẩu yêu cầu một chiến lược tổng thể, một chính sách linh hoạt và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan. Qua đó không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trên diễn đàn quốc tế, mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng chung của xã hội. 4. Là phát triển bền vững, tập trung vào phát triển bền vững, tôn trọng môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Phát triển bền vững không chỉ đòi hỏi sự tăng trưởng kinh tế mà còn phải đảm bảo sự hài hòa với môi trường và xã hội. Phát triển bền vững là một quá trình phức tạp, yêu cầu sự tương tác chặt chẽ giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường thông qua việc tập trung vào việc tôn trọng môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta có thể hướng tới một tương lai bền vững, trong đó mỗi thành phần của xã hội đều đóng góp vào sự thịnh vượng chung mà không gây hại cho hệ thống tự nhiên và sức khỏe con người. 5. Là tăng cường độ tin cậy của dữ liệu. Làm việc chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để nâng cao độ tin cậy và tính chính xác của dữ liệu kinh tế, điều này sẽ giúp nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới. Độ tin cậy của dữ liệu là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sự tin tưởng giữa các tổ chức kinh tế và đối tác quốc tế. Việc nâng cao chất lượng và mức độ tin cậy của dữ liệu kinh tế tại Việt Nam là một phần quan trọng trong việc tăng cường hình ảnh và uy tín quốc gia. Điều này không chỉ góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới, mà còn là yếu tố quan trọng trong việc thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong chính sách kinh tế nội địa. Đây là một nhiệm vụ phức tạp yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế và các bên liên quan khác. Nhìn chung, việc Việt Nam đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong những năm gần đây không chỉ là điều thú vị mà còn là nguồn cảm hứng cho mọi người. Nó cho thấy rằng với sự kiên định, quyết tâm và làm việc chăm chỉ, chúng ta có thể đạt được mục tiêu cao cả và viết nên những chương trình mới trong lịch sử của quốc gia. Video hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe để ủng hộ đội ngũ sản xuất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!